Zelo cho các bạn nha. Xúc nhá. Mình lại kéo cắt nhá. Từ từ khoan ạ. Để cô lại kéo vào đây. Chuyện phải luôn. Đây, ủ dai xuống nhá. Đấy, được của bác chủ quán tận tình chưa? Chăm sóc chưa? Được rồi, khoan ạ. Từ từ đi. Domingo. Ok, hello chào các bạn, mình tên Domingo. Đấy, đi thuốc ăn đi. Ăn nhé. Có xà đen, nhanh ăn nhanh lên. Ôi trời ơi, ngon quá. Cái gì đấy, cái gì đấy? Xe bên này vào Linh nhá. Cái sư đường Linh nhá. Thấy không? Tạm bóng. Rồi, đi tiếp vào.
Yeah. Now, otro, este es nombre. Yeah. Rê. Ba tuổi. Hai tuổi, đấy không có. Không. Yeah. Uma quanto é? Aqui 600. Outro. Mais uma. Mais uma? E olá. Argentina. Argentina. Eu quero passar, então você tá indo, eu vou sair. Já. Aí. Ei, dá olha aqui. Ei, isso. Vai, vai. Olá, 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 olá. Olha aqui. Olha a câmera. Vem, olha. Rồi, ok các bạn nha. Đây, đã đến giờ là tất cả anh em mà đã đi làm về. Đấy, và mỗi người một chân một tay là đang chuẩn bị cho cái buổi tiệc sinh nhật của Linh tối nay nhá. Còn Linh thì bây giờ hiện tại đang không có mặt ở đây. Đây, hôm nay là mình cũng mua một cái món đây, là cái món này là sẽ là món gì nhỉ? Dê nướng tảng nhá, khác với cả hôm trước. Đây. Với sự có mặt của chuyên gia đầu bếp chuyên quạt than Linh Philip. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình sẽ làm cái gì? Ok, mình chào các bạn, mình sẽ làm gì? Đấy, buổi chiều đây là... Ok, hello, chào các bạn, mình sẽ làm gì? Ok, hello, chào các bạn, mình sẽ làm gì? Ok, hello, chào các bạn, mình sẽ làm gì? Ok, hello, chào các bạn nhá. Đấy. Đây, mọi người là hôm nay là tất cả các anh em ở trong team đấy là các Matiloi à? Matiloi này, Peri này. Đây, trang trí hết rồi, xong hết rồi nhá, đấy. À đây rồi, đông đây rồi. Ok, xin chào. Hello, chào bạn. Chào bạn đã đến, chào mừng bạn đã đến với sinh nhật của... Cái gì nhỉ? Bé Linh 2 tuổi rưỡi. Bé Linh, không, bây giờ đến 3 tuổi rồi. 3 tuổi. Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi nha các bạn nhá. Sinh nhật 3 tuổi các bạn. Đấy, hết 2 tuổi rưỡi rồi, các bạn đừng gọi là 2 tuổi rưỡi nữa. Đấy. Ừ, đúng rồi. Đấy. Bạn đông minh ấy, đúng rồi 3 tuổi rồi. Đúng rồi, bạn là... Bây giờ đi làm rồi các bạn. Ngoài trời mưa, mất về nhà, mất điện. Đây, phía trong này là, đây là các anh là cũng đang nhộn nhịp, đi một nhộn nhịp là gà đây, cũng là gà nướng, dê nướng. Đấy, các bạn thấy không? Dê gà nướng. Đấy. Đây. Úi giời. Mỗi người một chân một tay là nó nhanh chóng mà. Đấy. Đấy. Hôm nay đây này, quên mất đi mua. À đây 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 đây. Đây, alo, đây là
gì, có cái trang trí gì nữa nhỉ? Không, không trang trí. À, mũ, mũ. Đấy, bạn bỏ ra đi. Mũ, pháo, lến. Tất cả cái này bỏ. Anh Long ơi, dọn cho em cái bàn này với. Đây, còn đây các cái đồ này. Còn tí nữa là cái chương trình tổ chức như thế nào thì là mình sẽ tiếp tục quay tiếp nhé các bạn nhá. Đây, hôm nay bị mua nhầm quả này này. Đấy. Đây. Mua chúc mừng sinh nhật lại thành Phoenix. Thành chúc mừng Giáng sinh. Đấy. Bạn ạ, mình quên mất, mình vội quá. À là cứ treo lên nhỉ. À, cái này để Giáng sinh được. À. Con tuần lộc này, này. Đây là Tết rồi. Đấy. Em mua đúng. Ông nhà Noel à? Ờ thế. Bạn mua đồ của Mua nhầm. Đấy. Pininata. Ê. Rồi. Đây đang test, đang demo nha các bạn nhá. Bao rồi. Bao đồ về. Nào đi dần cái mũ này này. Đấy. Rồi. Anh này đại diện cho nhà trai đấy. Bảo để anh Đông đây đại diện cho nhà trai, đây sinh nhật cháu trai đây. À, đấy rồi, đây là đứng lại. Ngại gì mà ngại. Đây bác cái buồn cười đeo vào cho đấy, đó là. Tôi chào các bạn nhá. Rồi, đấy rồi. Đây chuẩn bị đấy. Đấy, để im đấy. Rồi. Đây để phát cho mỗi người gái nhỉ. Tí nữa. Tí đội sau nhá. Bây giờ bạn giúp tớ ấy nhá. Mày qua mà có cả anh Nhân cả Bính ở đây nhá. Chứ không thì cũng không biết làm thế nào à, được không? Đấy. Rồi, ok. Có khi là cái video này là mình cũng xem kết thúc video này ở đây. Còn tí nữa là bắt đầu tổ chức sinh nhật, mình sẽ quay theo cái kiểu là tổ chức sinh nhật cho Linh theo kiểu Angola nha các bạn nhá. Thì mọi người đón chờ một chút nữa. Rồi, ok. Chào các bạn.